Kính chào quý vị, hôm nay thứ Hai ngày 23 tháng 5 năm 2022. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 sẽ chính thức khai mạc vào ngày hôm nay tại Nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội. Theo dự kiến chương trình, Quốc hội sẽ họp tập trung trong thời gian 19 ngày, dự kiến bế mạc vào ngày 16 tháng 6 năm 2022. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành xem xét thông qua 5 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến đối với 6 dự án luật khác. Đặc biệt, Quốc hội sẽ xem xét quyết định chủ trương đầu tư 5 dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, dự án đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng. Thưa quý vị, mặc dù dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện cơ bản đã được kiểm soát tốt, tuy nhiên Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vẫn yêu cầu không chủ quan lơ là phòng chống dịch, tiếp tục duy trì các hoạt động giám sát, phát hiện sớm và điều tra xử lý ổ dịch COVID-19 kịp thời hiệu quả. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức công tác phân luồng, thực hiện sàng lọc phát hiện sớm người có triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19, tăng cường truyền thông, giám sát người đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tuân thủ việc đeo khẩu trang và vệ sinh tay, không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch. Thành phố cũng giao Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục duy trì các hoạt động giám sát, phát hiện sớm và điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 kịp thời, hiệu quả, theo đúng hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương, của thành phố, để bảo vệ sức khỏe nhân dân, duy trì thành quả chống dịch hiện nay với mục tiêu đặt sức khỏe tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi các sở ngành quận huyện và Thành phố Thủ Đức về tăng cường công tác quản lý đối với người điều khiển xe ô tô, xe hai bánh kinh doanh vận chuyển hành khách hàng hóa có ứng dụng công nghệ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công thương, Công an Thành phố, Ủy ban Nhân dân các quận huyện, Thành phố Thủ Đức và các cơ quan đơn vị có liên quan hướng dẫn và yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, người điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải, người điều khiển xe mô tô hai bánh để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn thành phố tuân thủ nghiêm đầy đủ quy định pháp luật về giao thông vận tải đường bộ, an ninh mạng, phòng chống hành vi sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân, xâm phạm quyền riêng tư của hành khách trong hoạt động của lái xe có ứng dụng công nghệ. Đồng thời, thường xuyên tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật theo từng lĩnh vực chuyên ngành quản lý. Dân tộc giàu lòng bác ái và chính người là biểu tượng, là kết tinh của lòng nhân ái Việt Nam, lòng nhân ái vị tha của Hồ Chí Minh xuất phát từ lẽ sống, lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ và dành tất cả cho mọi kiếp người, không phân biệt miền xuôi hay miền ngược, già trẻ, gái trai, hễ là người Việt Nam yêu nước đều có chỗ trong trái tim và tấm lòng nhân ái của người. Lòng nhân ái của Bác Hồ cũng chính là chủ đề xuyên suốt trong tác phẩm mới nhất của tác giả Trần Đình Việt, nguyên giám đốc, tổng biên tập nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Sách vừa ra mắt đúng dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022. Hồ Chí Minh là trái tim của lịch sử, làm nên lịch sử và là con người của lịch sử. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của người là di sản quý báu của dân tộc Việt Nam. Trong đó, lòng nhân ái là cảm nhận bao trùm của tất cả những ai được gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại và làm việc với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Họ là các anh hùng, chiến sĩ, nhà báo, nhà giáo, văn nghệ sĩ, con nuôi, là ân nhân, đồng chí từng vào sinh ra tử, có cả tướng lĩnh, chính khách, khác chiến tuyến. Dù khác nhau về tuổi tác, địa vị, chính kiến, nghề nghiệp, màu da, nhưng trong hồi ức của những cuộc chuyện trò, vẫn làm người đối diện nhớ mãi ở sự chân tình, ấm áp và đầy tình người của Bác Hồ. Tác giả Trần Đình Việt đã khéo léo tuyển chọn những câu chuyện đại diện ở những thời gian khác nhau trong bước đường hoạt động của Bác Hồ. Có những người cùng sống làm việc lâu năm với Hồ Chí Minh như Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng. Hay những cuộc gặp gỡ cảm động của người với anh chị ruột sau ngày nước nhà độc lập, và cũng có cả những hồi ức của phụ nữ và trẻ em nhắc về Bác. Dư âm của những câu chuyện lắng đọng mãi, giữa cho và nhận, đã không phải là ngợi ca, mà là tình cảm hai chiều của lãnh tụ với nhân dân và nhân dân dành cho lãnh tụ.
Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì đây cũng là quyển sách mới nhất mà ông viết về Bác Hồ. Như vậy thì ông có thể cho biết là trong số rất nhiều những phẩm chất, tính cách cao quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì tại sao ông lại chọn lòng nhân ái làm chủ đề xuyên suốt của tác phẩm ạ? Những di sản mà Bác Hồ để lại, tư tưởng, đạo đức và phong cách thì chúng ta thấy rằng một cái điểm trói sáng nhất đấy là lòng nhân ái của Bác, một con người rất thấu con người. Và trong quyển sách lần này thì cũng có rất nhiều những câu chuyện cảm động của bạn bè quốc tế về lòng nhân ái của Bác. Như vậy thì không biết có phải là lòng nhân ái cùng với tinh thần quốc tế vô sản đã hòa quyện để tạo nên một vẻ đẹp riêng ở Chủ tịch Hồ Chí Minh hay không? Đối với Bác thì chúng ta biết là Bác Hồ là đi hoạt động ở nước ngoài 30 năm mới về nước. Bác đã đi khắp năm châu bốn biển làm rất nhiều nghề. Trong quá trình hoạt động cách mạng của Bác thì Bác đã gây được một cái cảm tình đối với những người bạn bè quốc tế. Cái lòng nhân ái của Bác Hồ thì thể hiện rất rõ trong tác phẩm và trong cái tờ báo Bác đứng ra chủ biên, đấy là cái tờ báo Người Cùng Khổ. Đấy. Và theo đánh giá của nhiều người thì đấy là một cái bước khởi đầu để Bác Hồ gắn bó với những người cùng khổ, và cái lòng nhân ái ấy là một cái tình mến thương, tình nhân loại. Cho nên là nhà thơ Xuân Thủy có nói một câu rất hay là Bác Hồ là gì? Là một con người gồm Đông Tây Kim Cổ, đậm quốc tế, giàu chất Việt Nam. Vâng, rất cảm ơn ông đã dành cho phóng viên HTV buổi trao đổi ngày hôm nay, và cũng chúc ông có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục có những cái tác phẩm mới gửi đến các thế hệ độc giả. Cảm ơn ông. Trong thời gian qua, tại nhiều địa phương trên cả nước đã xuất hiện nhiều gương điển hình về học tập Bác. Họ là những người không ngừng lao động sản xuất, tìm tòi những cách làm mới, sáng tạo và mang lại nhiều lợi ích cho người dân, cho đất nước. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị chị Nguyễn Thị Mỹ Dung, Chủ tịch Hội Nông dân phường 28, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, là một trong những gương điển hình như thế. Phường 28, quận Bình Thạnh là địa phương có nhiều khu vực bị vướng quy hoạch treo nhiều năm. Cuộc sống của bà con tại đây chủ yếu là sản xuất nhỏ lẻ, đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Thấu hiểu được nỗi trăn trở này, chị Dung đã không ngừng tìm tòi và thực hiện những cách làm mới theo khả năng của mình, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân sinh sống trên địa bàn. Theo cái điều kiện của từng gia đình đó cần cái gì thì cô Dung sẽ cố gắng mà hỗ trợ hết mình. Duy nhất ở quận Bình Thạnh mình là có cái phường 28 này là có hội nông dân. Nhưng mà với cương vị của mình, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Dung luôn song sáo tìm mọi những, tức là nghe đâu mà có những cái mô hình mới về nông nghiệp thì đồng chí luôn luôn là tìm tòi học hỏi, và nếu cần là coi như là nhờ người về để mà tổ chức tập huấn cho nông dân. Không những tích cực trong công tác hội, chị Dung cũng là người tâm huyết trong thực hiện các chương trình bảo vệ môi trường tại địa phương. Cụ thể như mô hình trao mầm xanh nhỏ, gửi thông điệp lớn. Đây là chương trình thu gom vỏ chai, đổi lấy cây xanh, đồng thời vận động bà con trên địa bàn cùng hưởng ứng ra quân tổng vệ sinh khu vực mình sinh sống, đã góp phần làm thay đổi diện mạo, tạo thêm nhiều mảng xanh cho địa phương. Gia đình tôi cũng là một hội viên Hội Nông dân của phường. Thì đối với chỗ chị Nguyễn Thị Mỹ Dung là chủ tịch hội nông dân của phường thì có triển khai nhiều cái mô hình, ví dụ là có mô hình xanh sạch đẹp như sau lưng tôi đó là chỉ cho, giao cho chi hội nông dân của khu phố trồng cái mảng xanh để vận động người dân tạo thêm mảng xanh để giúp cho cái môi trường xanh của khu phố và phường ngày càng xanh sạch đẹp hơn. Từ cái hoạt động thực tế trong công tác cũng như là học tập từ Bác, bản thân tôi rất mong muốn người dân bằng những việc làm hết sức cụ thể và nhỏ như là không xả rác nơi công cộng, mà thực hiện là tổng vệ sinh xung quanh nhà mình, cũng như là cùng nhau thực hiện tổng vệ sinh nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm thứ bảy hàng tuần, vì 15 phút vì thành phố xanh sạch đẹp, để cho nâng cao ý thức của người dân được cao hơn, để góp phần xây dựng thành phố mình ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Là một cán bộ trẻ, đối với chị Dung, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác, trước hết là phải thường xuyên noi gương Bác, không ngừng rèn luyện, học hỏi để nâng cao năng lực chuyên môn, hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao, và nhất là không ngừng tìm tòi, phát hiện những cách làm mới, tuy nhỏ nhưng mang lại nhiều lợi ích cho người dân, thì chị sẽ ưu tiên thực hiện.
Bản tin sáng tiếp tục với phần tin thế giới. Ngày 22 tháng 5, Hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF đã bắt đầu tại Davos, Thụy Sĩ. Năm nay, Thủ tướng Lê Minh Khái dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam tham gia sự kiện. Đây là lần đầu tiên Hội nghị WEF tổ chức trở lại sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch COVID-19. Năm nay, hội nghị có chủ đề lịch sử ở giai đoạn bước ngoặt, chính sách của chính phủ và chiến lược của doanh nghiệp. Theo Chủ tịch WEF Borja Brand, các vấn đề chính tại lần tổ chức này là những thách thức chưa từng có tiền lệ, như phục hồi sau COVID-19, xung đột tại Ukraine và biến đổi khí hậu. Chúng ta đang ở bước ngoặt lịch sử về nhiều mặt. Thực tế là hiện tại, không có một quốc gia nào đang thống trị thế giới, nghĩa là thế giới của chúng ta đang trở nên đa cực hơn. Hai cường quốc kinh tế hiện nay là Trung Quốc và Mỹ. Tôi nghĩ thực tế này sẽ còn tiếp tục. Hội nghị WEF Davos là hội nghị quan trọng nhất trong chương trình nghị sự của WEF hàng năm. Hội nghị năm nay quy tụ hơn 2.500 nhà lãnh đạo và chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới. Sự kiện dự kiến khai mạc lúc 16 giờ ngày 23 tháng 5 giờ Việt Nam và sẽ kéo dài đến ngày 26 tháng 5. Trong khi đó, tại Bangkok, Thái Lan, hôm qua cũng đã diễn ra Diễn đàn Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Tại sự kiện, Nga và Thái Lan đã bàn luận về việc thúc đẩy thương mại chung. Phát biểu được Bộ trưởng Kinh tế Nga Maxim Reshetnikov cho biết, Thái Lan được kỳ vọng là một trong những quốc gia lấp vào khoảng trống mà các doanh nghiệp phương Tây để lại ở Nga. Theo hãng tin RT, kim ngạch thương mại giữa Nga và Thái Lan đặt mục tiêu đạt 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022, gấp 5 lần năm 2021. Bộ trưởng Kinh tế Nga cho biết, các lệnh trừng phạt của phương Tây nhắm vào Nga và việc các doanh nghiệp nước ngoài liên tục rời khỏi Nga là lý do để thắt chặt mối quan hệ song phương Nga-Thái Lan. Bên cạnh đó, Nga và Thái Lan có thể sẽ đẩy mạnh hợp tác năng lượng như các sản phẩm dầu, khí đốt, phân bón hay các sản phẩm kỹ thuật, thực phẩm. Hai quốc gia này đã thiết lập quan hệ ngoại giao 125 năm về trước. Thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đang từng bước nới lỏng các biện pháp phòng dịch COVID-19. Hôm qua, thì một số tuyến tàu điện ngầm quan trọng tại đây đã được nối lại. Ngoài tàu điện ngầm, chính quyền Thượng Hải còn cho phép 270 tuyến xe buýt hoạt động trở lại. Hành khách đi các phương tiện công cộng phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong 48 tiếng và mã quét sức khỏe màu xanh. Riêng các phương tiện cá nhân và taxi vẫn chưa được hoạt động. Hiện hàng chục triệu người dân đã được đi lại nhưng phải có thẻ thông hành và chỉ được ra khỏi nhà để mua sắm đồ thiết yếu. Hơn 710.000 người dân vẫn nằm trong khu vực bị phong tỏa. Thành phố 25 triệu dân này dự kiến dỡ bỏ lệnh phong tỏa toàn thành phố và trở lại cuộc sống bình thường từ ngày 1 tháng 6 tới. Ngày 21 tháng 5, đặc phái viên Mỹ về Afghanistan đã có cuộc gặp với người đứng đầu ngoại giao của chính quyền Taliban. Tại cuộc gặp, đại diện Mỹ đã nhấn mạnh sự phản đối của quốc tế đối với các chính sách của Taliban áp dụng với phụ nữ và trẻ em gái ở Afghanistan. Trong một tuyên bố trên tài khoản Twitter sau cuộc gặp tại Qatar với Ngoại trưởng chính quyền Taliban Amir Khan Muttaqi, đặc phái viên Mỹ Thomas West nêu rõ điều kiện để thúc đẩy tiến triển trong bình thường hóa. Đó là trẻ em gái phải được trở lại trường học, phụ nữ được tự do đi lại và làm việc không hạn chế. Ông West cho biết thêm, hai bên đã thảo luận việc ổn định tình hình kinh tế tại Afghanistan cùng những lo ngại về các vụ tấn công nhằm vào dân thường. Ông cũng nhấn mạnh, các cuộc đối thoại sẽ tiếp tục nhằm hỗ trợ người dân quốc gia Tây Nam Á này. Taliban trở lại nắm quyền tại Afghanistan từ tháng 8 năm 2021, song đến nay chính quyền này chưa được cộng đồng quốc tế công nhận chính thức. Một trang trại ở Anh đang thử nghiệm vòng cổ GPS cho những chú bò. Vòng cổ này sử dụng công nghệ giúp cho bò gặm cỏ đúng trong phạm vi di chuyển cho phép. Điều này đồng nghĩa với việc các hàng rào điện truyền thống sẽ không còn cần thiết. Tại nông trại tái sinh Knapp Estate ở hạt Sussex, miền nam nước Anh, khoảng 10 con bò đang được thử nghiệm đeo chiếc vòng cổ có gắn chip định vị GPS. Những con bò được đeo những chiếc vòng cổ đặc biệt No Fence. Nó tạo ra âm thanh to dần lên khi chúng càng tiến gần đến hàng rào ảo và một dòng xung điện nhẹ cảnh báo chúng để chúng phải quay lại. Dòng đeo cổ sử dụng pin năng lượng mặt trời và vẫn có thể sạc pin bình thường khi vào mùa đông. Sau 2 tuần sử dụng, đại diện trang trại cho biết, nhờ vào chiếc vòng cổ này, việc xoay vòng các khu vực chăn thả dễ kiểm soát hơn, giúp đất có cơ hội phục hồi. Trước đây, mỗi ngày chúng tôi đều phải đưa chúng sang những khu vực khác nhau và phải di dời những hàng rào khá vất vả. Giờ đây, mọi việc đã dễ dàng hơn rất nhiều. Hiện giá bán cho chiếc vòng cổ này là 250 bảng Anh, khá đắt đỏ, so với một chiếc hàng rào điện truyền thống chỉ mất 1.000 bảng Anh cho một khu vực chăn thả lên tới 100 con bò. Trở lại với phần tin trong nước,
Thưa quý vị, theo một khảo sát gần đây của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, trên 85% sinh viên không đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh của nhà trường. Một nguyên nhân được chỉ ra là do các chương trình học tiếng Anh hiện nay hầu hết là chỉ chú trọng từ vựng, ngữ pháp, thiếu môi trường rèn luyện thực hành các kỹ năng. Giải pháp cho vấn đề này là bên cạnh việc ý thức tự học của mỗi người, cần thiết phải xây dựng giáo trình, chương trình học tích hợp đầy đủ các kỹ năng dành cho người học. Đây là điều mà một đội ngũ kỹ sư tại Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang nỗ lực thực hiện gần 10 năm qua. Tốt nghiệp thủ khoa ngành tài chính ngân hàng, đạt 765 điểm chứng chỉ kỳ thi tiếng Anh quốc tế TOEIC. Ít ai nghĩ rằng, chỉ mới hơn một năm trước, chị Nguyễn Thị Như Ý đã phải chật vật trong việc rèn luyện kỹ năng ngoại ngữ. Tuy nhiên, sau khi tiếp cận với ứng dụng học tiếng Anh Reolis, chị Ý chỉ mất chưa đến 3 tháng để hoàn thiện những khiếm khuyết, ít nhất là hai kỹ năng nghe và nói. Đối với học sinh sinh viên thì khá là mất nhiều thời gian để mà tổ hợp lập cái danh sách từ vựng, rồi mình phải dịch nghĩa phiên âm, thì khi mà học trên ứng dụng thì mình lại tiết kiệm tối ưu hóa được những cái thời gian đó. Reolis là ứng dụng học tiếng Anh được lập trình và thiết kế bởi thạc sĩ Huỳnh Tấn Cảnh và các cộng sự, hoàn thành việc du học tại Úc trong chương trình 500 thạc sĩ tiến sĩ của Thành phố Hồ Chí Minh. Hiểu được sự vất vả trong việc học ngoại ngữ của sinh viên, cách đây 8 năm, anh Cảnh đã bắt tay vào việc xây dựng và thiết kế một phần mềm học ngoại ngữ phù hợp dành cho mọi đối tượng sinh viên. Gần 10 năm mày mò xây dựng, giờ đây Reolis không chỉ gói gọn là ứng dụng học ngoại ngữ với đầy đủ bộ kỹ năng, mà còn được đội ngũ của anh Cảnh số hóa, phát triển thành một nền tảng dạy học trực tuyến với hơn 20.000 người dùng. Lợi thế của các bạn học sinh sinh viên là họ đã có cái nền tảng tiếng Anh nhất định, thì chương trình Reolis sẽ giúp họ tái hiện lại những cái nội dung họ đã học và giúp họ review tốt hơn. Chúng tôi tạo ra một cái khung năng lực hoàn chỉnh, có 52 bài học, gồm có 7 tính năng xuyên suốt trên 52 cái chủ đề. Vì cái điều này sẽ giúp tạo ra được cái mục tiêu và cái điểm dừng trong quá trình học, tránh được cái hiện tượng học kéo dài. Đồng thời thì xuyên suốt cái chương trình, chúng tôi cũng tạo ra một cái mô hình bộ ba kết nối gồm có ngữ nghĩa, âm thanh và hình ảnh. Người học giờ đây không phải học chay giống như là các phương pháp truyền thống. Với tôi thì cái ứng dụng này nó rất là hữu dụng ở chỗ là nó bao hàm tất cả các cái nội dung, những cái kỹ năng, và đặc biệt là nó hữu dụng hơn ở chỗ là đặc biệt là cái nội dung về speaking. Nội dung speaking này thì so với các ứng dụng khác thì nó hơn hẳn. Cái phần mềm này thì theo tôi đánh giá là khá phù hợp với các bạn sinh viên. Trước hết là cái về cái giá thành, thì thường sinh viên thì các bạn rất là quan tâm đến cái chuyện giá thành. Và cái thứ hai nữa là cái sự thuận lợi trong cái cấu thành của cái phần mềm này thì đủ bao hàm đủ 4 cái phần thông thường là nghe, nói, đọc, hiểu. Trong thời gian tới, đội ngũ dự án Reolis dự kiến phát triển đến hơn 500.000 người dùng và tìm kiếm nguồn lực để xây dựng một trung tâm Anh ngữ trực tuyến kết nối giáo viên, học sinh, sinh viên từ mọi miền của đất nước, với mục tiêu cao nhất là đưa tiếng Anh về vùng sâu, vùng xa. Xác định công tác phòng chống tụ tập đua xe trái phép phải được ngăn chặn từ gốc, trong đó có việc phát hiện xử lý từ cơ sở, ngăn chặn kịp thời các lò đổ xe. Công an thành phố đã mở đợt kiểm tra đột xuất các tiệm sửa xe có biểu hiện đổ xe phục vụ đua xe trái phép để triệt phá kịp thời. Mới đây nhất thì một lò đổ xe tại quận Gò Vấp đã bị lực lượng chức năng phát hiện xử lý. Đây là lò xe độ siêu khủng nằm trên địa bàn phường 11 quận Gò Vấp, vừa bị lực lượng công an kiểm tra xử lý. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều phương tiện được thay đổi kết cấu, không có số khung, số máy. Cơ sở này cũng hoạt động hết sức tinh vi, hòng qua mắt lực lượng công an. Lò độ xe cũng đã thay đổi phương thức ở các cái nhà riêng kết hợp với lại vừa làm vừa các cái tiệm cũng không rình rang mà chúng đóng cửa để làm. Qua đó các cái đối tượng quen liên hệ qua điện thoại rồi cung cấp xe rồi bí mật sửa chữa cho các cái đối tượng thanh thiếu niên tụ tập đua xe. Với đợt kiểm tra vừa rồi trên địa bàn của 4 quận huyện là Gò Vấp, Tân Bình, Hóc Môn và Củ Chi thì chúng tôi đã thu giữ được rất là nhiều phương tiện xe có biểu hiện độ để đua xe. Dù có giảm so với thời gian trước, nhưng theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, để xử lý tận gốc nạn đua xe trái phép, bên cạnh việc công an địa phương phải tăng cường kiểm tra các lò đổ xe, thì cơ quan nhà nước cần xem xét tăng nặng mức xử phạt, chế tài đối với hành vi chạy quá tốc độ, tụ tập đua xe. Các cái hành vi thay đổi hình dáng kết cấu, thay đổi khung máy,
bị xử phạt, nhưng mà tuy nhiên cái mức phạt cũng chưa đạt được tính răn đe cao, thì chúng tôi cũng kiến nghị tăng mức hình phạt đối với các cái hành vi vi phạm liên quan đối với cái hành vi thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép. Cái này đã được kiến nghị cho các cấp cơ quan có thẩm quyền để điều chỉnh. Xét về những hệ lụy phát sinh gây hậu quả nghiêm trọng, các cơ quan chức năng cũng sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội đua xe trái phép. Người có hành vi đua xe trái phép sẽ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức hình phạt cao nhất là 20 năm tù. Thưa quý vị, đồng bằng sông Cửu Long có lợi thế về phát triển du lịch nông nghiệp với nét đặc sắc của vùng sông nước, sản phẩm nông nghiệp đa dạng. Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kết nối thị trường nguồn đưa khách về các tỉnh Tây Nam Bộ. Trên tinh thần của thỏa thuận liên kết hợp tác đã được ký kết giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, các hoạt động phát triển du lịch liên kết vùng đã và đang được đẩy mạnh. Sự liên kết này mang lại hiệu quả bước đầu, song vẫn chưa đạt được như kỳ vọng. Do đó, các chuyên gia đã chỉ ra 5 ca để phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thành đồng bằng sông Cửu Long, Thành phố Hồ Chí Minh trong tình hình mới, đó là khởi tạo, khai thông, kết cấu hạ tầng, khác biệt độc đáo và khoa học công nghệ. Trong đó, kết cấu hạ tầng và khác biệt độc đáo là các yếu tố được nhấn mạnh hơn cả. Hạ tầng lưu trú hay là hạ tầng ở các cái điểm đến, nếu như không được nâng cấp, cải tạo thì sẽ tạo ra những cái rào cản, những cái khó khăn cho từng cái hoạt động phát triển du lịch riêng rẽ cũng như là cái hoạt động liên kết trong các cái tỉnh thành, các mắt xích của chuỗi giá trị. Các địa phương phải hiểu là cái vai trò của từng mắt xích của mình trong cái chuỗi mắt xích đó như thế nào. Và đối với tôi nghĩ là không, cái mắt xích đó không phải là 13 cái mắt xích đều giống như hết, mà có thể là có cái mắt xích to hơn, nhỏ hơn. To hơn, nhỏ hơn đây có nghĩa là gì? Cái lượng khách có thể nhiều hơn, chứ tôi có thể lớn hơn. Mỗi địa phương trên cơ sở cái giá trị đặc thù của mình phải làm sao suy nghĩ được một cái sản phẩm, một cái mô hình sáng tạo. Và mô hình này trong mắt xích đó phải tự cam kết với nhau là gì? Không sao chép để mà du khách có thể đến địa phương A còn có cơ hội đến địa phương B, C, D nào đó cho cả đồng bằng sông Cửu Long. Sản phẩm đơn trung lập, giá có thể lên xuống không, giá phải minh bạch, cố định à. Cái thực đơn này là giá thế này, nếu các công ty hiệp đồng thì có thể nó thấp hơn, còn đi lẻ khác. Mà mình phải công khai chuyện đó để khách thấy rằng tôi đi một mình tôi cũng ăn cái giá đó, tại sao tôi không đi với các công ty lữ hành. Cái dịch vụ ở đồng bằng sông Cửu Long thì cũng phải nói rằng chúng ta cần phải nâng cấp thêm nữa. Nâng cấp không có nghĩa là sang trọng, mà nó theo cái chuẩn quốc tế. 3 sao, 4 sao, 5 sao, tức là cái dịch vụ đó nó theo cái chuẩn quốc tế thì chúng ta dễ dàng bán sản phẩm đó. Ở thời điểm sau dịch thì chúng tôi đang làm mới lại từ nhu cầu của khách hàng, làm mới lại từ những cái hoạt động cải tiến, sáng tạo sản phẩm ở các địa phương. Điều mà chúng tôi muốn giới thiệu với khách hàng đó là cái sự độc đáo của từng cái điểm đến. Ví dụ như tại Đồng Tháp thì chúng ta sẽ nhấn vào cái đặc thù gì của văn hóa, của lịch sử, của ẩm thực và những cái trải nghiệm địa phương tại Đồng Tháp. Có cái sự khác biệt gì so với An Giang, so với Tiền Giang hoặc là một số cái tỉnh đồng bằng sông Cửu Long khác. Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo tình hình hoạt động du lịch tháng 5 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm nay. Theo đó, khách quốc tế đến thành phố tháng 5 là 147.362 lượt, tăng 100% so với cùng kỳ năm 2021. 5 tháng đầu năm 2022 là 262.090 lượt, cũng tăng 100% so với cùng kỳ năm 2021. Khách du lịch nội địa đến Thành phố Hồ Chí Minh tháng 5 ước đạt hơn 2,15 triệu lượt, tăng 108,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu du lịch tháng 5 ước đạt 10.371 tỷ đồng, tăng 73,4% so với cùng kỳ năm 2021. Và tính tổng trong 5 tháng đầu năm 2022 ước đạt 39.509 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2021. 5 tháng đầu năm 2021 là 35.997 tỷ đồng. Mức thu này đã đạt 58,4% so với kế hoạch năm 2022. Thưa quý vị, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 của giáo dục đại học được Bộ Giáo dục Đào tạo nhấn mạnh là đẩy mạnh tự chủ, tiếp tục hoàn thiện và triển khai thực hiện lộ trình đổi mới công tác tuyển sinh giai đoạn 2021-2025 gắn với đổi mới thi xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Từ sự cởi mở này, đã có nhiều trường đại học mạnh dạn tổ chức các kỳ thi riêng để xét tuyển, giảm dần lệ thuộc vào điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo các chuyên gia tuyển sinh, đây là tín hiệu tích cực, việc các trường giảm dần chỉ tiêu tuyển sinh bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tăng chỉ tiêu ở phương thức mới xét tuyển kết hợp với tiêu chí năng lực cho thấy các trường đã ý thức được đổi mới tuyển sinh đại học là xu thế tất yếu.
Sau trận thắng lịch sử của đội tuyển U23 Việt Nam tại chung kết SEA Games lần thứ 31 tối qua, hàng ngàn người dân đã đổ ra nhiều tuyến đường trung tâm thành phố để ăn mừng chiến thắng này, ghi nhận của phóng viên HTV. Vậy đã lâu lắm rồi thì tôi mới lại được chứng kiến không khí tưng bừng và phấn khởi như thế này ngay tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến đường Đồng Khởi nơi tôi đang có mặt đây, hiện việc di chuyển của người dân rất là khó khăn. Hàng ngàn người dân thành phố đang đổ ra đây vũ rập bóng cờ khắp cả con đường để thể hiện sự phấn khích ăn mừng chiến thắng của những chiến binh sao vàng trong trận chung kết SEA Games vừa diễn ra. Mọi người mang theo cờ kèm và rất nhiều vật dụng tạo ra âm thanh để thể hiện sự phấn khích của mình, và tôi tin chắc rằng đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ với lại người dân thành phố Hồ Chí Minh. Cái giây phút chiến thắng này là gia đình của mình đã mong chờ từ SEA Games 30 vừa rồi, tới bây giờ vẫn còn nung nấu trong tim. À, không ngờ ngày hôm nay nó đã trở lại trong chiến thắng. Cái đó là vui, đã lâu lắm rồi mới có cái không khí này, và mình cảm nhận là mọi người rất yêu bóng đá. Việt Nam vô địch. Thật náo nhiệt và tuyệt vời, tôi rất là phấn khích. Nhiều tuyến đường khác tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận hình ảnh người dân đổ ra đường ăn mừng trong buổi tối này rất là đông, và nhiều người dân để mà di chuyển vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh trong buổi tối này đã gặp rất nhiều khó khăn. Được biết là các cơ quan chức năng cũng đã triển khai lực lượng có mặt ở khắp các tuyến đường thực hiện công tác điều tiết giao thông cũng như là đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, và lực lượng này sẽ làm nhiệm vụ xuyên đêm và sẽ xử lý nghiêm đối với những trường hợp mà vi phạm giao thông và gây nguy hiểm cho người khác. Và một lần nữa chúng tôi xin được chúc mừng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã thành công trong mục tiêu bảo vệ huy chương vàng SEA Games. Các chàng trai Việt Nam đã lập kỷ lục xuyên suốt 6 trận không bị thủng lưới. Đến đây thì chúng tôi xin được khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin được kính chào tạm biệt.